Top 3 sao nữ showbiz được bình chọn kinh nghiệp, không dựa hơi scandal. Showbiz vốn nổi tiếng là chốn thị phi, đặc biệt là trong năm 2021 khi các cuộc thanh trừng diễn ra rầm rộ, thì điều này càng được khẳng định. Thế nhưng trong chốn đó vẫn có 3 cô gái là Lý Thẩm, Địch Lệ Nhiệt Ba, Đường Nghệ Hân được yêu mến vì làm nghề nghiêm túc, không dựa hơi scandal. Ai cũng biết showbiz là nơi mà rất nhiều người khao khát, hàng ngày có vô số người muốn bước vào vòng tròn này. Đương nhiên bước chân vào rồi cũng khó nổi tiếng, vì vậy sẽ có nhiều nghệ sĩ dùng chiêu trò để đạt được mục đích. Tuy nhiên những nghệ sĩ như vậy thường bị cộng đồng mạng mỉa mai. Ngược lại những người không phụ lòng công chúng, nỗ lực làm nghệ thuật nghiêm túc luôn được trân trọng. Trong showbiz có thể kể đến 3 sao nữ trẻ luôn kính nghiệp và được yêu mến. Lý Thẩm. Nữ diễn viên Lý Thẩm sinh năm 1990 và được chú ý với nhiều vai diễn ấn tượng trong cả phim lẫn điện ảnh truyền hình. Thường xuất hiện trong làng giải trí những năm gần đây, giúp tên tuổi của Lý Thẩm nổi hơn và lọng lại trong lòng công chúng. Tuy nhiên mức độ nổi tiếng của Lý Thẩm không quá cao. Nguyên nhân chính có thể do cô sống kín tiếng, chưa bao giờ xảy ra bất cứ bê bối nào. Bản thân Lý Thẩm luôn nghiêm túc với các tác phẩm mình tham gia, vận dụng hết khả năng để thể hiện tốt từng vai diễn. Đây là điều mà khán giả yêu mến nhất ở nữ diễn viên này. Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ nhân Tân Cương có nhan sắc và khí chất mà mọi người đặc biệt yêu thích. Cô gái sinh năm 1992 này từng xuất hiện trong nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, đặc biệt là vai diễn Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Trầm Thượng Thư. Mới đây nhất là Kiều Tinh Tinh trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Địch Lệ Nhiệt Ba có vẻ ngoài lộng lẫy nhưng là một sao nữ kín tiếng. Qua một số chương trình tạp kỹ có thể thấy cô ấy là người rất chăm chỉ. Ngoài việc xuất hiện những tin đồn phim giả tình thật với bạn diễn do blogger tung ra, thì Địch Lệ Nhiệt Ba thực sự là cô gái trong sạch, được nhiều khán giả ủng hộ. Đường Nghệ Hân. Người cuối cùng trong danh sách này chính là Đường Nghệ Hân, một cô gái luôn khiến người ta cảm thấy ấm lòng với nụ cười ngọt ngào. Nghệ Hân sinh năm 1987, được yêu thích trong những năm vừa qua. Cô tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình, dù không quá nổi tiếng trong các vai diễn đều để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả. Trong những năm tháng lăn lộn trong làng giải trí, khán giả thấy Đường Nghệ Hân thực sự kín tiếng. Ngay cả khi yêu Trương Nhược Quân, cô cũng hiếm khi thể hiện tình cảm nơi công cộng. Chính vì vậy mà Đường Nghệ Hân không hề dựa vào scandal chiếm trọn trái tim của khán giả. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.